Chiều ngày 8 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Lương thực Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì và kỷ niệm 26 năm thành lập hội, đánh dấu chặng đường phát triển và khẳng định những đóng góp to lớn cho sự tăng trưởng vượt bậc của ngành lương thực thực phẩm Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Với tinh thần đoàn kết sáng tạo vươn xa, Hội Lương thực Thực phẩm thành phố không ngừng nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua nhiều thách thức, cộng đồng doanh nghiệp đạt được những thành tựu to lớn. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chặng đường 26 năm hình thành và phát triển, hội đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm giải quyết vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Hội cũng làm tốt vai trò chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn doanh nghiệp, kết nối khách hàng, tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, được doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển hội, cũng như công tác từ thiện xã hội giai đoạn 2018-2023.